Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nị Tứ. Trong số video ngày hôm nay chúng ta sẽ nhau chơi về manga với bộ trang phục là nhà khoa học nhé. Và đang giữ cho mình được vị trí Midland. Mình hy vọng rằng mình sẽ có thể cống hiến, hy vọng rằng mình sẽ có thể thể hiện và thị phạm vài cái pha highlight với vị tướng manga này. Anh bạn Tulen, anh ta đang rất là chật vật đây. Và đó là sự bủa vây đến từ hai thành viên ở bên kia. Tôi đang tới đây, sát thần Nị Tứ tới rồi đây. Mặc dù nói con này đang hơi mắc địch, nhưng thực sự nó là như vậy. Chúng ta đang truy mất hai thành viên ở bên kia. Họ đang tưng tưng chạy về như là hai bé cuốn đang trong trạng thái thèm sữa muốn bú mẹ vậy. Họ chắc chắn sẽ chạy về được, đó là một điều hiển nhiên. Sát thương và tầm với đang là chưa đủ. Các bạn có thể thấy được rằng mặc dù manga chỉ mới đạt cho mình level 6 mà thôi, nhưng chúng ta lại có thể xua đuổi được level 7 và level 8 kèm theo cả hai bùa lợi nữa kìa. Ồ, máu Adaman có được cho mình hai bùa lợi, lượng máu của anh ta chỉ còn vỏn vẹn 2.500 mà thôi. Tôi sẽ quay trở lại để cho anh ta bị sùi bọt mép trong tình huống này đây. Dính phải cho mình độc tố rồi, bật ra cho mình chiêu quốc u. Đó là Kraken Drone và phút phóng ra cho mình cái phi tiêu dơi. Không đủ tầm với, chưa đủ cho mình kẹt rèn, cho nên anh ta có thể thoát lui được rồi. Lại là một tình huống giao tranh xảy ra tại vùng dưới Excalibur. Ma thuật đen của các bạn Alistair đã có thể trừ khử được một người rồi. Lindis đang thủ trụ, nhưng với sứ mệnh cứu thế của Xenel, nó đã giúp cho giao tranh một phần nào đó được giải tỏa ở khoảng thời gian này. Quay trở lại câu chuyện thì mình về con tướng Manga. Anh em biết đó, Manga là một vị tướng mang được trên mình cái lượng sát thương phép over time. Các bạn tồn tại trong giao tranh càng lâu thì cái lượng sát thương của bạn nó sẽ càng lớn. Và với điều kiện bạn tung chiêu chuẩn lên người đối phương và đối phương dính được cho mình nhiều điểm nội tại, hộ thân đã được mở ra, đưa được gói Xenel. Xenel truyền thần lực bổ trúng được 3 người, hiểu triệu ra cho mình cái năng lông trời đó. Sau đó rút lui chạy làm gì vậy ba, lên phụ đồng đội đi kìa. Xenel đã bị bất tử trong khoảng thời gian này. Cánh phải là Phoenix tiên bày, chúng ta buộc phải tháo chạy rút lui, nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi. Có sự tiếp viện của đoàn Tulen lên đi nào, cố gắng kích được cho mình nội tại, nhưng quá nhiều CC được chồng chất rồi. Excalibur vỗ vào tung ra cho mình cái loại điểu giật độc thành công một người, dính vào cho mình chiêu cuối làm chóng, không thể nào bật ra được cho mình qua cầu vân sư. Tại sao Lumber lại tháo chạy rút lui? Trời ơi, quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, khi mà nếu như có sự tiếp viện của Lumber thì biết đâu được chúng ta có thể tái thiết lập được nguồn tàu đúng hay lại. Anh ta chọn cho mình giải pháp di chuyển sang khu đường giữa để bảo vệ cái trụ đầu tiên tại đường giữa đó, nhưng cái việc lựa chọn của anh ta nó thực sự là sai lầm. Trong khi đồng đội đang đánh nhau mà lại bỏ chạy, Lindis chắc chắn sẽ có được màn của Adaman ở khoảng thời gian này, khi cô ta đang sở hữu một chất tướng là khắc tinh của bạn. Đồ ăn hại. Ma hồi bỏ con Lindis được rồi bạn ơi. Trời ơi, nhỏ còn có một giọt máu thôi mà nó giết con không được nữa. Trời ơi, thằng này nó 6-1 mà quýnh cái quần què gì nổi. Trời ơi, mấy Tulen liên tục phải nằm xuống, liên tục rơi vào cái trạng thái insta kill, không thể nào phản kháng được ngay trong chính cánh rừng của anh ta. Tôi cảm giác được rằng Tulen còn hơi bị non nớt về cái phần kỹ năng đi rừng hay sao đó. Anh ta cần phải tập trung và mong rằng anh ta sẽ tiết chế lại những cái sai lầm, đặc biệt là những cái điểm bao gồm ở khoảng thời gian đầu game như này. Rồi bên kia có được cho mình cái khả năng không dây cứng đến từ quân bè Letter, chúng ta hãy cẩn trọng. Đây một pha giao tranh không thể nào, đang bị thiếu quá nhiều về mặt sát thương đi. Rồi bên kia họ đang kiểm tỏ hết mọi thứ, chúng ta sẽ phải làm những gì đây? Chúng ta sẽ phải phòng ngự và chờ đợi những sai lầm hay chăng, hay là có một tình huống quả cảm quyết đoán một cái pha highlight nào đó đến từ một cá nhân thể hiện kỹ năng của bản thân. Và chúng ta vẫn đang chơi với một cái trạng thái là tập trung cao độ. Và đây sẽ là một pha đánh nhau đây, hãy cẩn thận. Tôi đang sẵn sàng cho mình qua cầu băng xương rồi, đang tìm kiếm vô đặc của bài. Đó là một pha tốc biến lên, đẩy nó bằng Xenel về. Xenel bị hạ tử rồi, đó là Excalibur bị bổ vào nữa. Batman chưa xuất hiện, nhưng chúng ta hãy cẩn trọng. Đó là Batman phi tiêu dơi, bật ra qua cầu băng xương ngay nào, che chắn được một luồng sát thương nữa, giật độc một lần nữa, nhưng không đủ rồi. Sát thương đến từ các đồng minh bên kia nó thực sự là quá khủng khiếp đối với tụi tôi rồi. Lượng máu, lượng trang bị, tất cả mọi thứ nó đều vượt trội hơn cả. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm những gì đây? Con Caesar bạo chú, lộn, con Caesar bóng tối, nó khạc nhổ liên tục vào cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng của tụi mình rồi. Tulen hãy cố gắng clear lính đi nào. Và đó là hai tia hy vọng cuối cùng nằm ở vị trí Tulen và Lumber. Và tôi đảm bảo với các bạn một điều, đây là một Lumber mang thể xác của một người trợ thủ, nhưng tâm hồn thì của một thằng xạ thủ. Anh ta đang thực hiện biến về, sau đó anh ta để đồng đội chết, rồi sau đó anh ta mới tiến lên, lông trời đất đập trúng được xạ thủ tiên bạn. Nhưng đó là kỹ năng nẹt điện, làm Vele biết được một điều, với con Caesar bóng tối này chưa đủ để có thể end game, cho nên ta tập trung vào công tác đẩy trụ rất tinh tế nha. Một thành viên tiên bạn đã bị khai trừ, Lindis đang có nhiều mình công bắn và đi với cuộc đó thuộc về cho Lumber. Chúng ta vẫn còn tia hy vọng, vẫn còn cơ hội đó, mặc dù nó đang tương đối là mỏng manh kìa kìa. Những gì tụi mình cần làm là câu kéo, chờ đợi thời gian cho cô nàng Lindis được xanh. Nên nhớ được rằng khi Lindis về giai đoạn cuối game, khi Lindis tận dụng tốt được cái nội tại là phục kích của mình và kết hợp luôn cả cái chiêu cuối là nguy cảnh, thì khả năng sốc sát thương của Lindis sẽ thực sự là khủng khiếp. Và chúng ta sẽ phải cần thời gian, và liệu rằng chúng ta có đủ khả năng để có thể câu kéo được khoảng thời gian đó hay không đây, khi mà những sai lầm liên tiếp được tiếp diễn đến từ Riku Tulen. Và mong rằng anh ta sẽ giữ vị trí hơn, anh ta sở hữu một con tướng có một cái mức độ cơ động rất là cao, khi mà anh ta có thể lướt 3 lần lôi động liên tục. Cái thành viên đội xanh của mình đang gặp phải hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên á, là trợ thủ nó quá nhát.
Cái vấn đề thứ hai mới nhái nữa, trời ơi, bị quýnh muốn chết mẹ luôn. 1819 vậy mà cũng không bó tật cà khịa nè. Đi lên đây nè, Caesar tụi nó đang ăn nè là một điều chắc chắn. Các bạn có thể thấy được rằng giờ phút này tôi cần cái sự giúp sức đến từ mọi người nhưng không ai giúp tôi cả. Tôi đang tiến hành làm công tác quấy phá và tôi mong muốn được rằng một cái phép màu nào đó có thể xảy ra để chúng ta có thể giữ được cho mình con Caesar. Caesar thuộc về các thành viên bên kia. Nhưng đây sẽ là một cái sự trao đổi mạng với nhau, có được cái mạng của bạn Alistair rồi tốc biến lên trên Senel rất tốt bạn ơi, là một quốc tinh thành vững chắc kia kìa. Lâu điện tung lên đâu đi đâu vậy ông nội, lên hỗ trợ cho bạn Senel kia kìa. Senel đã bị hạ gục từ đây rồi, không có sự góp mặt của tung lên di chuyển cái quần què gì kỳ vậy ba. Hai thành viên thì bạn đang đâm xuống nhưng không sao, đây sẽ là một cái lợi thế đến từ những sai lầm các thành viên bên kia. Họ lẻ tẻ với nhau và cơ hội dành cho tụi mình kia kìa. Web đang tràn vào, họ thả đường mình Senel bóng tối tốc biến lên trên, long trời lở đất rất là đẹp nha. Lâu điện tung lên di chuyển lên trên, sát thương đang bủa vây, ta còn một chấm máu cuối cùng mà thôi nhưng vẫn có thể hỗ trợ lui về được. Linus lúc này đây của ta đang dần trở nên xanh rồi. Chiêu cuối đến từ đội Phoenix đó là sóng siêu xanh, chúng ta buộc phải lui về và tận dụng khoảng thời gian vàng này, khai thác hết tất cả những gì có thể đi nào, bởi vì biết đâu được đây là một cơ hội vô tiền khoáng hậu các thành viên đội xanh mình đó. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm những gì đây? 14 phút đã tới rồi và tôi đảm bảo được luôn các thành viên đội bên kia họ sẽ tập trung hướng tới cho mình con Caesar và những gì chúng ta có thể làm ở khoảng thời gian hiện tại. Và tôi tin chắc rằng nó là đúng đắn là chúng ta phải bằng mọi giá, cho dù hy sinh tính mạng này chăng nữa cũng sẽ phải canh cái con Caesar này. Và nếu như để mất con Caesar này thật sự mà nói cái áp lực rất ù, má lại là thằng báo thủ nữa, lại là thằng báo thủ Polon này nữa. Nó liên tục nằm xuống ở thời điểm tiền giao tranh mà chúng ta lại rơi vào một trạng thái thiệt hại về mặt lực lượng rồi. Và chúng ta sẽ phòng ngự ra làm sao đây? Hình như các thành viên bên kia đó là chiêu của Rudinit, nó chưa đủ sát thương để có thể đấu mạ được các bạn. Phe Rudinit khống chế khóa lại quá ghê, má chơi trợ thủ núp lùm phía sau đích thử địch không gì ba. Đi lên nào, đó là Lumber tung ra cho mình, bật ra cho mình đại đi thần kiên rồi, che chắn được một phần sát thương. Điều quan trọng tích cực ở thời điểm hiện tại đó chính là Rudinit vẫn còn tồn tại trên bản đồ và chúng ta bị biến mất, mất dấu đi Batman à. Thấy Batman rồi nha. 9 giây nữa, 8 giây nữa và Phe Rudinit vẫn đang ngự trị tại hàng kia. Anh ta liên tục gây áp lực ra mặt đất dậy sóng, Batman xuất hiện rồi lao vào mắc kẹt trong giao tranh. Linus có điều mình không chơi, có điều mình không mua xanh khoảng thời gian này và chúng ta cần phải di chuyển thật là nhanh tới hàng Caesar. Nãy giờ xạ thủ thiên bảng MAA trên bản đồ mất dấu rồi và tôi nghĩ rằng 99% là tụi đó đang tiến hành ăn dùng đến Caesar đó. Linus đừng dẫn đầu nha, hãy nên nhớ rằng tôi đã có dùng đến của mẹ Lester tóc biển lên trên khống chế là thằng xạ thủ chạy được. Tôi là con chó trong tình huống này luôn. Lumber đẩy lên nào, đó là bất khả chẳng phá, đập ra Phoenix nẹt điện lao vào bật lên chiếc cuối nhưng tôi có dùng đến của con sương Excalibur chết mẹ luôn rồi, không đủ sức rồi. Thằng Senel đã mất tiêu rồi, Senel đâu chiêu cuối đã mất tiêu rồi, giúp thằng Lumber đi này. Lumber đừng chạy nữa bởi vì các đại binh bên kia đảm bảo được rằng họ đang tiến hành ăn con Caesar đó. Then nó đang là một trong những quân bài để câu giờ mà thôi. Senel chiêu cuối có rồi, hiệu triệu ra cho mình sứ mệnh của thế và hãy tập trung vào hang Caesar đi nào. Lumber biết được điều đó không? Lumber biết rồi, dịch chuyển sang bên kia bờ tường. Caesar còn 10.000 máu mà thôi, hãy chứng minh cho tôi thấy được một điều, bạn là một nhân tài đi, hãy thực hiện một vài la đi. Nhân tài là đây, đây không phải nhân tài mà là quan tài rồi. Thua ma, thua chết luôn rồi, má tu len kiểu này thua rồi. Giờ làm sao chúng ta có thể phòng ngự được đây? Tất cả các thành viên đội xanh của mình đang rơi vào trạng thái là tê tâm liệt phế cả rồi. Một bài toán quá khó cho tụi mình. Chúng ta vừa phải clear lính, chúng ta cần phải dọn dẹp đi cho mình con Caesar bạo chúa phút thứ 16 này. Và chúng ta phải tiêu diệt đi các thành viên bên kia, chỉ có thể trông chờ vào những sai lầm hoặc là một cá nhân nào đó nổi trội mà thôi. Rất hên đây là một Batman mang cho mình cái phép bộ trời tốc biến chứ không phải là bộc phá. Nó đã có thể cứu vớt được vài giọt máu cuối cùng của con đèn Linus rồi. Tulen nằm xuống liên tục, đó là một cái điều không phải bàn cãi rồi. Phoenix anh ta đang rất tự tin, anh ta đang rất hổ báo bởi vì anh ta có đầy đủ căn cứ, anh ta có quá nhiều đồ chơi rồi, giáp hồi sinh rồi, liềm đoạt mệnh này nọ kiểu. Đạn thần quang bắn ra trúng lên người của Lumber rất hên vì đó nha. Tiếp tục xả sát thương ra, Alistair khóa tụ lại, bật lên mình chưa cuối nào, đó là quả cầu băng xương né được một lần sát thương nữa. Linus dịch chuyển lao lên, Linus đang được chơi kia kìa, Linus vẫn đang bắn như con Caesar đang quào xé vào nhà liên tục trong lũ này. Linus có cho mình ai mùa lợi, Linus đang bắn quá gắt trên bản đồ, ba thành viên thứ ba đường đã bị đâm xuống rồi. Đây là cơ hội dành cho tụi mình, Linus còn một giọt máu cuối cùng mà thôi, nhưng hãy nên nhớ được rằng con Caesar kia kìa. Li lính đi bà nội ơi, Senel đang đẩy các thành viên bạn chạy về tới đàn luôn kìa. Đây là sự đàn áp, đây là cơ hội cuối cùng dành cho các thành viên đội xanh của mình để sang đây. Cơ hội dành cho Linus, Linus mang về cho mình triple kill và với triple kill đó của ta đã và đang ở trạng thái full đồ luôn rồi. Những gì chúng ta cần làm là đẩy thẳng vào nhà chính của team bạn và không mắc phải bất kỳ một sai lầm nào nữa. Nhưng đó chỉ là mơ mộng mà thôi, tụi mình chưa đủ sức để có thể chấm dứt được ván game này. Tụi mình cần thêm một cơ hội nữa, chúng ta sẽ cần phải thắng lợi ở một vài giao tranh nữa. Và chúng ta có làm được điều đó hay không? Tất cả các thành viên đội xanh của mình đều đã biết được một điều rằng Lindy đang là một trong những cái vai trò carry.
và tất cả mọi thứ nguồn tài nguyên, tất cả mọi sự yểm hộ, chúng ta sẽ phải Danny tìm một cái góc bắn thật là tốt cho con nàng Lindis này, và đặc biệt là cái quân bài Batman. Lindis về giai đoạn cuối khi mà cô ta bật cái chiêu một nghịch quan đúng thời điểm, cô ta sẽ phát hiện má làng báo thủ nó rừng, nhưng rất hên có được cho mình cái sứ mệnh cứu thế của Zenel đã có thể giúp sức được rồi. Lindis đang có góc bắn, có dựng được cho mình ba tập nội tại, chờ đợi thời cơ lựa chọn mục tiêu nào. Excalibur giáng xuống tốc biến bỏ chạy, bỗng đang quyền năng ma thuộc hồi máu quá ghê trong dầu đành. Phoenix kia kìa, kiếp nổ nẹt điện gì đó. Lindis nhảy vào trong bụi cỏ, có được mình nội tại phục kích rồi. Cẩn thận Batman, Batman phi tiêu rơi trúng rồi, đã có thể triệt hạ được sức mạnh của Lindis, nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi. Khi cô ta còn cho mình giáp hồi sinh, khi cô ta còn cho mình liềm độc mệnh, hai thành viên của tụi mình đã phải mất, hai thành viên của tụi mình đã mất, chỉ có thể giết đi một mình Batman mà thôi. Chúng ta còn phải rút lui về ngay. Và các thành viên bên kia họ đang muốn end game bởi vì họ đang có sự vượt trội mặt lực lượng, và đó là một tụi sống sát thương rất hay đấy. Tụi mình có Lindis đã có thể giết được thằng Phoenix rồi. Bớt đi mình con xương che chắn là, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải nằm xuống, và trước khi nằm xuống đã có thể giật đồng tiêu diệt được con thằng Thane. Và lúc đó thì các thành viên bên kia họ đều đã bị vụn vỡ vì mặt xương mạng cả rồi, và tất cả mọi thứ đều đã bị trị phạt. Cô ta đã có thể phương hại và mang về cho mình triple kill, sự tỏa sáng đến từ cô nàng Lindis. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu xem video. Hẹn gặp lại bạn ở số video vào lần sau nhé. Một cái ván game mà rất hên là có cái sự nổi trội và cái sự che chắn rất tốt của anh bạn Zenel. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở số video lần sau.